Hello mọi người, xin chào đã quay trở lại với vlog của mình. Thì hiện tại thì mình đang có một chuyến đi du lịch châu Âu. Và bây giờ thì mình đang ở Nice. Hôm nay bọn mình sẽ đi là Saint Paul de Vannes. Bây giờ thì mình đang ở bên tram để mua cái ticket đó. Cùng đi với bọn mình nha, let's go. Mọi người ơi, bọn mình không biết đường nên là có một chị người Pháp rất là nice đang dẫn bọn mình đi. Và trời thì đang mưa rất to, bây giờ bọn mình cần đi đến để bắt bus số 400 để đi đến Saint Paul de Vannes. Merci. Bao nhiêu? 40? 30. Yeah. Bye bye. Salut. Is this approved? Is it approved? Yeah. Merci. Voilà, c'est OK? Yes. Yeah. Merci, bonne journée. Merci. Hello mọi người, thì hiện tại mình đang ở Saint Paul de Vannes. Và nếu như mọi người chưa biết thì đây là một trong những ngôi làng phục hưng cổ nhất và đẹp nhất ở miền nam của nước Pháp. Và Saint Paul de Vannes thì rất là nổi tiếng với các cái bảo tàng nghệ thuật đương đại. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi quanh ngôi làng này một vòng xem thế nào nhé. Hôm nay mình đi thì trời khá là mưa mọi người ạ. Ở đây, ui. Nhưng mà được cái là ở đây góc nào cũng rất là xinh. Trời mưa thì sẽ có một cái vibe khá là lãng mạn. Còn trời nắng thì maybe là nó sẽ vui tươi hơn. Nhưng mà nhìn chung là nó vẫn rất là đẹp nha. Ở đây thì các cái, mình thấy các cái dãy nhà ở đây thì đều được làm bằng đá hết. Và quán ở đây thì rất là xinh. Hi, bonjour. Ê, quay đi chị. Hello mọi người, bây giờ bọn mình đang đi dạo ở trên ngôi làng nhưng mà không biết đi đến đâu nhỉ. Không có điểm đến. Bọn mình sẽ đi xung quanh tìm một cái nhà màu hồng. Mọi người ạ, mình đang đi dạo ở trong cái ngôi làng này và có cái dãy này trông rất là ảo. Ở đây có rất là nhiều store bán đồ lưu niệm và nó trông rất là nghệ thuật ấy. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi ăn kem và đây là cửa hàng kem mọi người vừa tìm được ăn được ở trên phố. Ok, let's go. Đừng mê lần. Banana. Cái violet đi. Violet tiramisu. One tiramisu and one banana. So can I have one tiramisu and one banana ice cream? Yeah, just scoop in the cup. Scoop of coffee. Scoop. In the corn. In the corn. Yeah. Yes, can I buy my car? Yes, it's okay.
này. Mà đang ở chỗ kia. Yes. Ăn đi sau đó review. Cheers. Bọn mình vừa mua một vị kem, ở trên là banana, vị dưới là tiramisu. Là banana này không có màu vàng, trông nó không đẹp mắt lắm nhưng mà ăn ngon. Ngon, ngon hôm qua. Ngon hôm qua. Ngon nhỉ? Tiramisu ngon. Em chưa ăn dưới dưới. Chúng ta sẽ ăn thử tiramisu. Biết lắm. Yummy. Yummy. Bọn mình đang đi hỏi một chỗ có cái cây xanh xanh để đi đến đó. Hello mọi người, bây giờ thì bọn mình đang đi tìm một cái nhà signature của Saint Paul de Vaux. Bọn mình phải đi lên chỗ nhà thờ, quay lại chỗ vừa nãy, sau đó là rẽ trái và đi thẳng xuống. Bọn mình vừa được hỏi được một local ở đây. Bọn mình sẽ kết thúc hành trình bằng việc chụp ảnh ở ngôi nhà signature của Saint Paul. Mình sẽ đi hỏi tiếp. Yes, you go down here straight go to the right. Straight down to the right. And it's actually right there. So you will walk on the street just underneath. And you have to see, this is the house here. This one. So you walk down and you have to look back to see it. Yeah, walk down. Please, please. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Bọn mình sắp đến địa điểm đó rồi. Go, 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 go. Walk down on the trees, turn left. Turn right. Hình như ở đâu này? Đây, chính là cái nhà này rồi. Mình đã tìm được. Bọn mình sẽ kết thúc chuyến đi đến ngôi làng cổ này bằng việc chụp ảnh. Bây giờ đang có nắng, nhưng mà trời vẫn không xanh. Trời vẫn không xanh lắm, nhưng mà thôi cũng được. Còn đỡ hơn là mưa. Mỏi tay quá. Mỏi tay quá đây. Đây hả? Đây đúng rồi. Chính là cái nhà này mọi người ơi. Chính là cái nhà này bọn mình đã tìm thấy rồi. Ôi đúng hướng nắng luôn đấy. Rồi bọn mình sẽ chụp ảnh ở đây. Mày chụp ảnh. Bonjour. Bonjour. Hey. Bonjour. Say hi please. Mấy con mèo ở đây chảnh quá. Vừa nãy em chào một đứa nó cũng không thèm chào lại luôn. Mèo 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 mèo. Đi chụp ảnh thôi. Vlog của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo nha. Bye bye, see ya.